Hồ Ngọc Hà sẽ có mặt tại lễ hội mùa hè Côn Đồ. Quẩy hết mình, đắm chìm trong cơn mưa hit lớn nhất mùa hè năm 2017. Chương trình diễn ra ngày 17 tháng 6 năm 2017 tại sân vận động Bách Khoa Hà Nội và ngày 18 tháng 6 năm 2017 tại sân vận động Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đổi vé tại các quầy đổi vé của chương trình trên hệ thống các trường đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia thách thức nhiệt độ, giải nhiệt mùa hè cùng các thiết bếp cơ ngay thôi.